Bỏ lên YouTube tiếp đi. Rồi, cái này ổn định nè. Thấy cách quay nó biến ổn định nè. Wow, dữ dữ dữ. Rồi ngồi chơi. Để mà kiếm cho anh nặng cho nó ngầu tí thôi. Đó. Ôi đeo bắt kiểu cho cậu. Không, đeo đeo vô luôn đi anh, đeo vô luôn. Đeo vô luôn không phải lấy quạt. Phải lấy quạt rồi đó. 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 Tay chân, tay chân thì dơ dơ qua dơ qua đó. Anh phải hạ thấp cái mặt anh xuống. Bây giờ nè. Để xuống. Anh hạ thấp mặt xuống để cho anh định quay giống chứ. Anh định không quay thấy anh. Thấy. Có mặt nó thỏa mãn kìa. Đẹp cái này giờ nó bám đẳng nè. À, vẫn còn quay ha. Quá dữ, hết phim rồi. Chừng hết pin rồi. Hết pin rồi. Mặt của những người xung quanh. Và quay lại vẫn còn. Quá dữ. Đây là mặt của mình. Không, mỗi lần anh quay đi chỗ khác là anh Phúc lại quay thêm lần nữa rồi. Đậu nỉ con kìa. Sao nó dính đâu mà. Yeah. Đó, mày là cân rồi.